Trời ơi, chỉ kêu quá, bóp bị da, lên da từ từ. Mình chỉ bài bản xíu nữa được không chị? Sao? Bài bản xíu đi. Chị nãy giờ cực lắm, bực lắm luôn nha. Chồng con giờ đang chở nhà kìa, chở cơm nữa kìa. Chồng con nữa, khổ biết quá. Giờ mấy giờ chưa? 11 giờ mấy rồi. Khổ. Tao đói bụng nha. Chồng con có ngày chồng con. Bóp da vô. Bóp da. Đạp số vô. Ơi, bệnh dịch xong bây giờ công ty nào cũng vắng tanh, buồn dữ vậy trời. Thường nay nghỉ mệt không đứa thuốc cái cài. Mát dữ. Làm mấy điếu thuốc cho phi phả cài. Trời ơi, thuốc này mắc quá. Hút lại cái cặn nãy cài. Quên nữa. Mai đi đám mà. Gọi bà này coi. Trời trời má hết tiền luôn nữa chứ. Phải không? Còn tiền mà. Xin lỗi. Trời, hết tiền rồi. Ôi ôi. Nhớ mày mà, gọi 1510 gọi. Cuộc gọi đang được kết nối, quý khách có kết nối lẹ đi. 2 phút 11 giây để đàm thoại. Cước phí được tính khi kết nối thành công. Duyên. Hello. Chị Duyên hả? Ờ. Nay chị còn chạy Chibo không hả? Còn có anh Duyên mà. Tính mượn chiếc Chibo chị may đám được không? Có gì em đổ xăng dầu nhớt cho. Em đang ở đâu? Dạ em đang ở khu công nghiệp Thành Công à. Chứ xe tay ga sao không chạy, đòi mượn xe Chibo. Chị kỳ cục quá à. Em chạy đi tiêu sành thì chở gái lâu lâu cũng đổ xe thịt con nhà giàu chứ biết không? Mà con mà quan trọng là biết chạy xe thì mong đi ra quá. Thì giờ chị chạy em đi. Chị một lần biết là mượn hoài luôn. Vậy chạy ra công nghiệp liền nha. Dạ dạ. Ơi, có bà chị vậy thì còn gì bằng. Thôi chào bà coi. Chào bà ra chở gái đi. Trời ơi, nhớ tới ngày mai thì còn gì bằng trời. Trời trời. Chào bà tôi ngủ luôn á. Mày đi đâu mà mượn xe hả? Đi đám yêu cũ. Vì yêu nào? Nhỏ yêu cũ em đó, giờ cũng quen xe chia. Ủa chứ cưới Vision sao không đi mượn chiếc xe này? Đi xe chia, ta cưới nhau, còn em đi Vision nó bỏ em rồi. Bây giờ biết chạy pizza không? Điện gì ra chỉ em đi. Vậy lên chỉ lẹ nè, về còn nấu cơm chồng nước nhà nữa kìa. Đang chở nhà kìa anh chửi á. Nấu ai? Nấu cho ai ăn? Nấu cơm cho chồng con ăn. Trời trời, nó chồng con luôn. Chứ sao, nó phải cơm chồng con nữa chứ. Quắc kìa. Lên lẹ đi, trời, chửi sao? Nhà kìa anh chờ kìa. Lên xe chỉ lẹ đi. Chờ bà rung rụng luôn, lá rụng luôn. Leo lên đi. Nè, tôi đạp cho bà nghe. Khi dễ tôi chạy không được hả? Giỡn rồi. Lui ra để hỏi tâm vô chức Vision sao có tiền đâu đền. Quên. Dạ ra. Rồi đạp lên thôi, đạp đi. Thằng đầu tiên mở khóa chưa? Mở rồi chị. Rồi đạp lên thôi. Chưa mở. Mở rồi. Đạp lên. Rồi, bóp da vô, bóp vô, nè. Bóp sát vô. Rồi nhả nó từ từ vô xuống. Bóp ra nhả nó từ lên ra nhẹ thôi. Rồi bóp vô sát vô. Bóp vô số 1. Vô số 1. Số 1 lên trước không? Vô số 1 trước. Rồi nhả nó từ từ thôi. Tôi làm hết hồn, tôi mới hết hồn á. Chứ không phải em biết chạy đâu. Rồi nhả dậm tới phải không? Không, dậm về sao? Dậm về sao? Trả số 4 sao? Dậm về sao? Trả số 4 này mấy số à? 6 số rồi. Trời ghê à. Xe tôi có 1 số 1 tên không? Cha kia ta hay thầy mà. Xe tôi có 1 số 1 á. Này giờ đạp lại rồi, không? Rồi đạp lên. Rồi mạnh. Bóp pizza vô, vô số 1. Này phải không? Rồi nhả nó từ. Nhả nó từ từ thôi. Bây giờ bà đừng có nhấp thôi, nhấp tôi nhấp chạy nè. Rồi nè, giờ nhả phải không? Nhả phải không? Từ từ thôi. Để xe không tấn nó chạy, từ từ thôi. Nhả nha. Từ từ thôi. Nhả. Từ từ. Ngậu ơi, nhả không được.
Thôi giảm số. Sao mà nhả hay mà tôi nhả không được kìa. Vậy nè khó không? Trời ơi. Đập nhá. Rồi, bóp bia vô. Dạ. Bóp bia vô số 1. Rồi nhả nó từ từ thôi. Nhả nè. Nhả nó từ từ, từ từ. Từ từ thôi. Đập ra coi sao trẻ nãy giờ không biết chạy hết trơn hả? Nãy giờ em cố gắng chạy mà không chạy được. Đập nó là chạy đó không? Rồi, bóp bia vô. Bóp bia nè. Bóp bia đập số vô, vô số 1. Rồi, nhả bia ra. Trời ơi, sao chỉ nãy giờ không biết cái hiểu cái gì hết trơn hả? Chị trời ơi, vô, vô, trả số lại coi. Nè, em trả số nè. Rồi, trả số lại. Rồi, đập lên. Đập lên nè. Đập vô. Nè. Rồi, vô bóp da vô. Nè, bóp nè. Bóp da, vô số 1. Số 1 nè. Rồi, nhả nó từ từ, nhả nó từ từ thôi. Nhả nè, nhả nè. Trời đất ơi, sao chỉ nãy giờ mày không biết gì hết trơn hả? Bây giờ làm sao? Giờ nè. Đạp lên. Nè. Đạp cái bóp bia da. Cái vô số. Cái dặn ga lên chạy. Rồi hồi nãy giờ bà mới chỉ lên ga luôn. Hồi nãy giờ không chỉ tôi lên ga luôn. Bây giờ vậy làm này lại có chạy được cái này cho. Lỗi cho bà chứ lỗi. Bà kêu bóp bia vô số. Bà có kêu lên ga không? Không hề. Rồi, đúng rồi, không rồi, bà gãy đầu đi. Rồi rồi giờ là đạp lại. Đùa. Tôi không biết trả số luôn nè. Giờ trả giùm coi. Đẹp. Rồi. Rồi phải không? Ừ. Chút chỉ vô số luôn nha. Rồi. Rồi. Đạp lên. Bóp bia da vô. À bóp nè. Vô số 1. Vô số 1 nhả ra từ từ dẫn ra. Dẫn lên, dẫn ra lên. Thời dẫn bia da ra. Dẫn bia da ra. Muốn chạy bà nội ơi. Chỉ chạy mới biết chạy thôi chứ giờ sao. Rồi dẫn. Thả ra, dẫn ra lên. Từ từ, từ từ. Dẫn ra lên, từ từ, từ từ. Ông nội ơi, từ từ, từ từ. Thì kêu từ từ nè. Đang từ từ. Đang cố gắng từ từ nè. Cái nữa được rồi. Trời chỉ nãy giờ mà nó không biết gì hết trơn luôn á. Cái nữa. Ngày mai mà tôi chở gái về là bỏ tôi luôn nè. Nhỏ tôi sao ngu. Bỏ về với heo khác phải rồi. Nhỏ kia thôi, còn nhỏ này không có đâu. Rồi anh. Đây nè. Nhận ra lên. Nhận ra từ từ thôi. Nhận ra lên từ từ. Nhận mới ra ra. Chạy. Đi ra ra. Tên chạy từ từ. Nó không phóng kìa. Sao không phóng? Xe ta mạnh rồi hết chứ không sao không phóng. Chân này cũng lên nhà nào không phóng đâu. Trời ơi, chỉ kêu quá, bóp bia da, lên da từ từ. Mình chỉ bài bản xíu nữa được không chị? Sao? Bài bản xíu đi. Chị nãy giờ cực lắm, bực lắm luôn nha. Chồng vừa con giờ đang chở nhà kìa, chở cơm nữa kìa. Chồng con nữa, khổ biết quá. Giờ mấy giờ chưa? 11 giờ mấy rồi. Khổ. Tao đói bụng nha. Chồng con có ngày chồng con. Bóp bia da vô. Bóp bia da. Đạp số vô. Vô số sao được không? Nó không giật. Không. Vô số 1 quá. 1 không? Ừ. Rồi, nhận ga lên. Nhận ga lên. Trời ơi, nhận ga. Bà tôi hở một phát, một banh tay ga luôn. Nhận ga lên, bóp nhả ra em ga ra. Nhả ra, nhả biết ga ra. Lên, từ từ, từ từ. Rồi, chạy. Đó, đó, tao vô chiếc Vision đi. Bẻo cổ ra. Tao ở chấm hai chân lên. Rồi. Ngắt máy luôn rồi. Tôi chạy ra ngoài đường vậy là banh rồi. Tại sao trả số rồi chưa hả? Ê, trả rồi, trả rồi. Tại sao không dẫn vẹo ra chạy vô tông vô phòng kinh nơi sao? Em thấy em biết rồi nè. Sao? Ví dụ như nhà mai em chở gái á. À. Cái em chạy được tới ra khúc nào á. Cái em giật giật lên cái nó ôm em cứng hơn luôn. Thì giờ chạy vậy đi. Chạy vậy sao biết chạy? Sao không biết? Ủa chứ sao giờ không biết? Ngày mai lấy gì biết? Chị nè, giờ chị nè. Trời ơi, chị nãy giờ luôn á, trời ơi, người ta đang đói bụng, ta chở ở nhà nữa kìa. Chồng con nữa, khổ ghê. Cái chị nãy giờ chị hoài luôn, không cũng biết nữa. Nè. Giờ đạp lên. Đạp lên nè. Đạp lên. Nè. Bóp bia vô. Lên nè. Bóp bia vô số 1, dặn ga lên. Vô số 1. Vô số 1. Nó thộn được, nó hù, không dám vô nè. Sao không vô số 1? Đó, rồi dặn ga lên, bóp nhảy ra bia ra từ từ, dặn ga lên. Nhả bia ra. Dặn ga lên, nhả bia ra, nhả bia ra. Ôi, sao nãy được rồi giờ không được. Trời ơi, khổ quá mà. Nãy được nè. Đừng, đừng vô nè. Đạp lên. Rồi, bóp bia vô. Không cần chỉ. Người biết chạy xe. Ờ. Trời quá, đó, chạy. Đóng hai chân lên. Chụp tay ga bà ơi, bầm tắt nữa nè. Sao mà không giống hai chân lên chạy, cù quơ chân chứ sao chạy. Giống tay ga. Quên.
chạy ra với quê. Thôi an từ bệnh gì nữa à? tôi làm như bảo như dám ra nè. Ờ rồi sao làm sao nè làm sao nè bye bye em rồi bye bye chết mày chạy làm quê tao đâu quê rồi quê vậy quê vậy quê lắm nhỏ nhỏ một cổ thấy rồi quê không quê quê rồi. Ủa, tao giờ tao trả số cũng không biết trả nó lấy gì chạy trời trời máy chạy mà trời ơi chết rồi hư xe tôi hết trơn rồi trời hư đâu yên tâm đi trời ơi xe tôi cưng tin tưởng em tin tưởng cái năm giờ tao nó phá từ nãy giờ rồi hư hết trơn rồi có hư đâu có cái nẹt cái nẹt hư hết rồi lớp hao xăng lớp hao nhớt nè chạy không được nữa đám điện chị rồi em sẽ trả tiền xăng tiền nhớt cho chị mà thì làm trong tắc cho phá đạp nữa nè hao xăng nữa ôi hao xăng từ nãy giờ không biết nhiêu rồi chạy sao tôi khổ quá rồi bóp bia vô vô số một chạy dần ra lên từ từ thôi từ thôi từ quay sao sao quẹo lại sao cũng phải sao cũng phải chạy vô chú Vô số giảm về sau, vô số 2 giảm về sau. Số 1 giảm về trước. Muốn trả số rồi giảm về trước. Mấy số. 6 số rồi. Trời ơi, vô số mấy rồi? 6 rồi nè, 6 rồi 1. Trời ơi, rồi sao số 6 vậy sao chạy? Tới chỗ phải trả số lại. Tại vì N nó mới ngừng được. Chào. Xong rồi nè chị Dân. Ồ mà quên anh còn hút thuốc không? Còn chứ, nghề nghiệp mà. Hút thuốc vậy sao chạy xe? Hút á anh ta bóp pizza nè. Tay hút rồi sao bóp pizza được. Ồ khúc này căng nhờ. À quên. Khúc này nó mắc lắm. Nhiều... Bởi vậy em phải ngừng chỗ nào đó em hút. Như giờ này không ngừng em điện chị. Cái mượn xe nè. Thì thuốc này nó mắc lắm chị ơi. Hút không chạy xe không hút được đâu. Gói nó nhiều mà mắc. Em hút Z 25.000. Ờ vậy nhớ nha, chạy xe không đồ hút thuốc nha chờ. Ok ok. Không còn bóp bây giờ không được đó. À quên, nè. Ủa chìa khóa gì vậy? Chị em á. Lấy giờ lấy xe về, lấy xe này, chị mượn luôn hả? Mượn tập con vợ cái máy đi rồi. Rồi chừng nào trả? Em cưới về trả liền luôn. Nhớ nha, ừ. Xe mắc tiền đó, nhớ chạy cho kỹ kỹ á nha. Đổ xăng xe nha, xe chưa đổ xăng. Ôi trời đất ơi, xe nãy mới đổ xăng đi nhóc luôn cho đi á. Đổ rồi mai trả liền lại cho. Nhớ nha, ừ. Xe anh ta bấm lưỡng này nha, ừ. Nhớ á. Nó chạy kỹ á nghe chưa? Vô máy rồi. Có cái điện thoại với hộp thuốc phải. Vô máy nè bà con ơi, vô máy rồi. Ê. Từ. Ủa thấm đây chạy lên chi vậy? Quên đồ. Quên gì? Quên thuốc với quẹt nè. Cái điện thoại nữa. Nè, lấy thuốc hộp quẹt nè. Điện thoại nữa. Đâu, không có thấy điện thoại. Điện thoại đó. Không. Giấu gì sau lưng vậy à? Chị em có mượn xe chị được, chị lấy cái điện thoại em chị kỳ cục. Nhớ nha. Ừ. Chạy xe nhé, trời cẩn thận á. Ok chị. Nhớ á. Ok yên tâm. Xe bóng lắm á. Yên tâm đi. Nhớ nha. Yên tâm. Trời ơi. Tôi biết chạy lâu rồi tại tôi giỡn mà cho bà vậy thôi á. Ôi trời đó coi vậy tại nãy giờ á biết chạy mà mượn xe biết là tuồn vậy hả? Tuồn cho chị mượn cho mượn xe mà. Ừ. Chấp chị 10 cây trụ điện chị tin không? Nhớ nha.